Dạ, con đã trải qua 3 mối tình sâu sắc. Thứ nhất là 6 năm, thứ hai là 2 năm rưỡi ạ. Thứ ba là 1 năm rưỡi ạ. Trời ơi, cái chục năm yêu vậy đó hả? Dạ. Dạ, có 2 mối tình rồi hả? Dạ. Cũng 2 mối rồi chứ ít à. Con chờ bạn nó đi lính 2 năm, bạn nó nói về nó sẽ bù đắp cho con. Nhưng mà con chờ 2 năm rồi cái bạn nó về nó lấy vợ luôn. Rồi cái mối tình thứ nhì? Mối tình nhì là tầm 1 năm yêu xe, bạn nó có người mới. Mời bạn nam. Rồi, mời đi em trai. Rồi, xin mời bạn nữ. Xinh xắn, lại đây đi coi. Mời em trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, là đầu tiên em xin phép khi gửi lời chào và lời sức khỏe đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và bạn bên đó. Em tên là Đặng Thiên Vũ, em sinh năm 1993, quê quán của em là ở Bình Định, hiện tại em đang ở quận Phú Nhuận. Nghề nghiệp của em hiện tại đó là em làm bên marketing và làm bên công nghệ thông tin ạ. Hồi hộp nói hơi nhanh chút xíu ha. Dạ. Thiên Vũ năm 93 nha. À, quê Bình Định, bây giờ làm ở Phú Nhuận hả? Dạ, em làm ở quận Nhất ạ. Bình Định là quê vợ của Linh á. Ở huyện nào? Dạ, con ở thị xã An Nhơn ạ. An Nhơn rồi, đúng quê luôn rồi ha. Đúng luôn. An Nhơn. Rồi. Đúng okay. Luôn. Rồi, hồi quê, biết coi nhà gái Bình tôi quê sao. Quê vợ nào? Luôn. Giới thiệu đi. Dạ, chào cô và chào chú Quyền Linh. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Ngọc, sinh năm 1998. Hiện tại đang kinh doanh online, kinh doanh thời trang cô. Con ở bên Phan Huy Ích, Tân Bình. Con ở Tân Bình cũng gần ngay Phú Nhuận đúng không? À, dạ, chắc gần à. Điểm mạnh, điểm yếu của Ngọc con nói coi. Dạ, điểm mạnh của con là tự lập, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của con là đói quá thì hơi quạo, hơi cấu một xíu thôi. Đói ai cũng quạo con ơi. Chú đói chú cũng quạo nữa. Dạ, tại nhiều khi làm nhiều quá cái cũng quên ăn, quên uống cái. À, tới trưa tới chiều tối mới ăn, cả ngày ăn một cử vậy đó. Công việc con ok không? Dạ bán cũng luôn. Ok con bán cũng được 3 năm mấy rồi. Là con vừa đi học vừa bán luôn đó. Đàn trai ơi. Dạ, điểm mạnh của con đó là con sống tự lập, biết nấu ăn, sống lành mạnh, không biết quan tâm chăm sóc người yêu, biết chia sẻ đồng cảm, con có ý chí nghị lực. Còn điểm yếu con thì con đôi lúc hay cục xúc và đôi lúc thì con ít muốn chia sẻ những khó khăn với bạn gái của mình. Ủa, cục xúc là sao? Tôi đang thắc mắc cục xúc kiểu là như sao? Là, đôi lúc thì kiểu như đang kể chuyện người ta xong rồi đến lúc đó không muốn kể nữa, hoặc là đôi lúc mà người ta hỏi cái gì đó thì mình trả lời kiểu như là quạo quạo. Vậy thì đâu phải gọi là cục xúc con. Cái chữ cục xúc nó dễ sợ lắm á. Cục xúc là coi như là hơi có một chút hàm hồ, hơi có một chút mà gọi là trương phi trong đó. Có nghĩa là thôi chuyển qua cục khác đi. Đó, cục ngang ngược vậy đó. Không tới nổi cục xúc đâu nha. Chuyển qua cục khác đi. Mình nói chút xíu đường tình duyên cho bạn gái bên kia nghe đi Vũ. Dạ, thì con đã trải qua 3 mối tình sâu sắc. 3 mối tình sâu sắc luôn á? Dạ đúng rồi ạ. Đó thứ nhất. Thứ hai là mấy năm? Dạ, thứ nhất là 6 năm, thứ hai là 2 năm rưỡi ạ. Thứ ba? Thứ ba là 1 năm rưỡi ạ. Trời ơi, cả chục năm yêu vậy đó hả? Dạ. Cả tuổi thanh xuân đi yêu thôi. Thiếu sao con là bởi vì là đôi lúc thì mình cái gì cũng vậy là nhiều quá thì nó không có tốt. Rút kinh nghiệm là con sẽ yêu thương ít lại, quan tâm ít lại, không có để bạn đó phải quá phụ thuộc vào mình. Ủa gì kỳ vậy? Là sao? Yêu thương ít lại rồi quan tâm ít lại là sao? Kiểu như là con quan tâm chăm sóc bạn gái là từ những điều mà nhỏ nhất. Có thể là trưa đó con đi làm, con hỏi bạn nữ ăn gì chưa, bạn nữ kêu là chưa ăn, hoặc là bạn nữ kêu là làm biếng ăn thì con có thể là con sẵn sàng là con chạy về con mua gì đó cho bạn ăn. Như vậy thì nhiều khi mà coi cho họ cái cảm giác phụ thuộc và họ cứ kiểu như là đôi lúc mình không làm như vậy thì họ nghĩ là mình thay đổi. À, tức là lúc đầu mình vùng vã quá. Dạ. Rồi đôi khi mình hơi quên cái bạn ấy gọi là bực bội đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy ta làm đều đi, bạn ấy đâu bực bội đâu. Sức đâu mà làm, cả cuộc đời mười mấy năm chào con. Chị ạ. Bởi vì thì công việc con cũng khá là nhiều nên là con nhiều lúc thì con rảnh thì con chăm sóc cho người yêu. Còn những lúc mà con trong công việc quá thì con hơi bị cuốn vào công việc. Ủa, mỗi tình 6 năm mà có chăm sóc vậy không? Dạ cũng có ạ. Con chia tay bởi vì là cả hai quá hiểu nhau. Lúc hiểu nhau thì họ biết được những cái nhược điểm của mình và khi cãi nhau thì họ lấy nhược điểm đó ra họ làm tổn thương mình. Trời đất ơi. Ra những mối tình mà kéo dài 6 7 năm, 8 9 năm, 10 năm gì là hay chia tay là vậy đó hả? Dạ. Là hiểu nhau quá đúng không? Đúng rồi dạ. Vậy thôi hiểu nhau cảm thông nhau nó khác với việc mình hiểu nhau mà có thể là biết đối phương là như thế nào để làm đau họ một cách nhanh nhất. Đó là dùng cái sự hiểu nhau, biết dạ, nhau như vậy để mà làm tổn thương nhau khi mà mình không đồng ý. Trời, cái đó nguy hiểm lắm nha. Nó mệt mỏi ha. Ừ. Cô bé bên đây á, là tới năm 98, có nghĩa là nhỏ xíu xíu à. Nhỏ hơn cưng. 5 tuổi à? Vậy con học ở 98 à? Tại vì bên nhà gái tôi á, cô bé này nó dễ thương quá đi. Dạ. Nhìn nó như cúp bé vậy đó. Bên đây cũng dễ thương mà. Không, thì nhưng mà anh này lớn rồi. Và đâu có lớn, trời ơi, tôi lớn hơn có mấy tuổi mà lớn nhiều cái gì. Nhiều kinh nghiệm trong cái tình duyên, trong cuộc sống rồi. Con tốt nghiệp dạ, con tốt nghiệp học viện hành chính quốc gia. À,
tức là đi vừa đi học vừa đi làm đúng không? Mà giờ con tốt nghiệp rồi. Dạ đúng rồi. Hành chính quốc gia là con có ý định xin việc ở một cái cơ quan nào? Dạ chưa, hiện tại là con muốn kinh doanh phát triển hơn. Đó. Còn nhỏ mà. Cho nên là bé là chỉ có ở nhà là chính với đi học thôi. Tình duyên đó sao? Dạ tình duyên con có hai mối tình rồi hả? Dạ. Cũng hai mối rồi chứ ít à. Mối mối dài nhất là mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Trời ơi, quyêu dữ lắm chứ bộ. Dạ, con chờ bạn đó đi lính 2 năm. Bạn đó nói về mà nó sẽ bù đắp cho con. Nhưng mà con chờ 2 năm rồi cái bạn nó về đó lấy vợ luôn. Con chờ 2 năm rồi cái bạn nó về đó lấy vợ luôn. Trời ơi, cái đó mối tình đầu hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình thứ nhì? Mối tình nhì là tầm 1 năm yêu xa, mình đã có người mới. Hai mối tình đều là bị người ta phản bội. Nhưng mà bây giờ cái tiêu chuẩn con đặt ra cho người bạn gái tương lai của mình là như thế nào? Dạ trên 1m6, biết nấu ăn, biết chăm sóc bản thân những lúc mà không có ở bên cạnh của nhau. Yêu thương gia đình của người yêu, của chồng của mình và hòa đồng với mọi người ạ. Cái điều con ghét nhất ở người con gái là gì? Không chung thủy ạ. Mình có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ mẫu hình lý tưởng thì thực sự con không có, nhưng mà kiểu như nếu mà nói về ngoại hình lý tưởng á thì con có thần tượng là chị Diễm My 9X. Diễm My 9X ha. Diễm My 9X. Rồi để con qua cao kia mét coi. Nhiêu vậy con? Dạ con cao mét 52 à. Bé này con mét 52 thôi mà như con cao dữ lắm phải không? Dạ con cao 1m83 ạ. Wow, 1m83. Wow. Để con qua coi nhà gái coi. Con chào chú. Xin chào con. Mình muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào con? Dạ con muốn hình mẫu lý tưởng con là một người chín chắn, trưởng thành, là người có gia đình, biết quan tâm chăm sóc. Tại vì mấy cái mối tình trước của con quen còn nhỏ quá, cho nên là kiểu như con quen giống như con là chị gái vậy đó. Bên đây trưởng thành rồi nè, trưởng thành chững chạc luôn rồi đó. Nãy giờ con nghe cảm nhận cái người bên đây có hợp tính con không? Dạ con thấy là anh cũng tự lập. Thì con rất là thích người có tính tự lập, tại giống con. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ không chung thủy. Ông thấy bên nhà gái tôi có giống Diễm My 9X không? Khác chứ, mỗi người có cái khác nhau. Sao bên nó thích Diễm My 9X vậy? Bên đây cái nét bên đây. Sao hỏi mỗi người ta có một cái ý thích thì riêng. Thì tôi muốn hỏi kìa, trả lời tôi được không? Biết đâu giống ai đó. Dạ thì con tiếp chia sẻ là bởi vì là Diễm My 9X thì chị có cái ngoại hình thì khá là giống cái bạn yêu đầu của con. Khá giống thôi, con chỉ nói về ngoại hình và đó chỉ là cái mà con mong muốn chứ không phải là cái mà tiên quyết. Dạ. Bây giờ mình nói đây nè, đừng bao giờ so sánh với dạ, người mới để giống bất kỳ người nào nha. Dạ. Đây là một trong những cái điều con gái tối rất kỳ dạ. Là gọi là tối kỵ luôn. Quá khứ không bao giờ nhắc lại, bởi vì tôi không muốn nói vụ này luôn. Mà nhà gái cứ nhắc hoài luôn. Không, tôi phải moi chứ, ông nói sao được. Tôi phải moi ra. Không có được, cái này là phải nhạy cảm lắm, thấy không? Dạ, sao gái. Ông Linh, mình phải moi ra để chi? Để mình dặn bạn trong quá trình tìm hiểu đừng bao giờ đề cập tới là em ơi, em giống cái người yêu đầu tiên của anh ghê. Hoặc em ơi, em giống cái người yêu thứ nhì của anh lắm nghe. Có cái nét giống cái cô bạn gái thứ ba của anh, ví dụ vậy. Không có nên vậy. Không nên. Ví dụ giờ mình nói có cái mẫu hình giống chị Diễm My 9X đi. Dạ. Có cái mẫu mình ấy thôi, còn đừng bao giờ gọi là nó giống người yêu cũ gì đó. Mỗi người có cách dễ thương. Đôi khi á, cô này nhìn nó nhiều người ta nói cô này xinh hơn Diễm My. Có cái nét khác. Khác nhau. Rồi, hai đứa này dễ thương. Bây giờ là mình chuẩn bị cái gì để mình cưới vợ chưa hả Vũ? Dạ con cũng có chuẩn bị rồi. Tuy nhiên thì hiện tại thì trong năm nay thì con cũng có một vài kế hoạch mới cho công việc của con, nên đâu đó thì con nghĩ là trong phòng năm tới thì con sẽ chuẩn bị đầy đủ và vững chắc. Bây giờ mình nói cho nhà gái ta yên tâm đi, mình chuẩn bị được cái gì nè, chứng tỏ rằng mình đã sẵn sàng để có gia đình. Nhà cửa con sao Vũ? Dạ thì con đang mua căn hộ ở quận 12 ạ. Con đang mua trả góp ạ. Được, con mua trả góp là được rồi. Thì ngoài ra con cũng có kinh doanh thêm về đồ gỗ nội thất nữa. Trời ơi, giỏi vậy sao? Vậy là giỏi quá ha, con chủ làm trẻ đó. Việc lận ha. Người Bình Định giỏi lắm. Hiện tại thì thời gian rảnh con thì con chỉ dành tập trung cho việc mà kiếm tiền. Thật sự như là cuối tuần thì con có thể là dịch như này con có thể làm những cái bên ngoài người ta thuê con làm. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai người gặp mặt. Mở rào. Nhận quà tặng quà đi con. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng có món quà nhỏ gửi tặng em ạ. Em cảm ơn. Này bó hoa. Còn cái này là một món quà nữa. Dạ em cảm ơn. Trong bó hoa thì có một thông điệp thì anh muốn nhắn nhủ tới em. Khi em cần một người để bù đắp lại những tổn thương và thiệt thòi em đã phải chịu đựng, anh sẽ đến và sẵn sàng nói. Có anh đây, có anh đây. Hay quá, con coi cái hộp là cái gì? Dạ, là một cái son. Cái son thì anh chọn màu son này bởi vì là anh nghĩ là cái mẫu người của anh, người mà anh gặp trong hôm nay thì để thích cái màu son mà anh chọn. Dạ, rồi, em cảm ơn nhiều. Con thích màu son nào? Dạ. Con thích màu cam hoặc là màu đỏ. Dạ đúng rồi, đây là màu gì? Đỏ cam. Đỏ cam luôn, ghê dạ. Thiệt chứ. Dạ em cảm ơn anh, em có món quà. Cảm ơn em. Mở ra con là gì? Dạ không được. Một cái đồng hồ báo thức. Thì em thấy là cái thời gian là
cái mà quan trọng nhất á, cho nên là em muốn tặng một cái đồng hồ với Thất thôi. Là tặng cả thời gian của em cho anh. Anh nghĩ là mình có thể không dùng cái này, em có thể gọi anh vào buổi sáng được không? À dạ. Anh cảm ơn em. Dạ. Cảm nhận của anh đầu tiên khi gặp em thì em khá là dễ thương, năng động và đặc biệt là có mái tóc anh rất là thích. Em thấy là anh là một người chín chắn, trưởng thành, nói chuyện kiểu rất là gần gũi á. Thì nói chung anh khá là tâm lý và dạ, biết cách yêu thương và chiều chuộng người yêu. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Khi hai người yêu nhau thì sẽ cảm giác là thoải mái, vui vẻ, có thể chia sẻ được những cái khó khăn trong cuộc sống hoặc là tâm sự với nhau. Hai đứa cũng có nhiều cái kỷ niệm về tình yêu đó, thì mình quan điểm thế nào về người yêu cũ? Em không biết là khi mà anh đã chia tay rồi thì cái còn liên lạc với người yêu cũ không hay là... Anh không có liên lạc với người yêu cũ, mà nếu có liên lạc thì về một vài vấn đề nó không liên quan đến tình yêu, có thể là công việc chẳng hạn. Hai đứa có nghĩ là cái người yêu cũ của mình nếu như không còn yêu nữa thì coi nhau như là những người bạn thân thiết hay là những người bạn tốt của nhau có không? Hay là phải thôi luôn, delete toàn bộ? Dạ, đối với cá nhân con thì người yêu cũ là cái gì đó đã cũ rồi, mà đã cũ thì mình không nên để nó ảnh hưởng quá nhiều. Hiện tại mình chia tay mình có thể vẫn tới làm bạn được, nhưng mà nếu mà người yêu của con không có thích điều đó thì con có thể là không liên lạc người yêu cũ. Em thấy thì nếu như mà chia tay xong em thấy cũng làm bạn được, nhưng mà nếu như đúng như anh nói luôn, nếu như mà người yêu mình không thích á thì mình có thể không liên lạc nữa. Em cũng cùng quan điểm với anh. Thì hẹn hò sao đó? Trước ngày hôm nay á thì lúc mà anh rảnh anh sẽ đi dành thời gian đó để kiếm tiền, còn mong muốn thì sau ngày hôm nay thì thời gian anh rảnh anh sẽ dành để đi kiếm em. Em có đồng ý không? Quan điểm rất rõ ràng ha. Dạ. Kiếm tiền với kiếm em nó rõ ràng lắm à. Cái thời gian mà công việc của anh á là âu cả tuần luôn anh? Cũng tùy, bởi vì là thường là hành chính anh sẽ làm marketing từ 2 đến thứ 6. Buổi tối là thể làm IT và có thể anh làm ở nhà vẫn được. Thường là cuối tuần thì anh không có làm gì hết thì anh sẽ làm thêm công việc của anh. Dạ. Nói chung là về thời gian anh có thể sắp xếp được. Ví dụ mình có gia đình thì mình sẽ chăm sóc con cái thế nào, thích con trai, con gái? Đối với anh thì dù trai gái thì anh nghĩ là nên dừng ở một đứa. Thì quan điểm đó anh cũng có bày tỏ với ba mẹ rồi, nhưng mà ba mẹ cũng không đồng ý, bởi vì nhà anh thì có 6 chị em gái, một mình anh là con trai, nên ba mẹ vẫn muốn là đông con hơn xíu. Nhưng mà đối với anh thì anh nghĩ là dừng lại một đứa là đủ rồi, mình có thể là đủ vững chắc về tài chính, chăm lo tốt cho con, có đủ thời gian để chăm sóc lẫn nhau nữa. À, mong muốn anh có thể là mình chăm con, mình xây dựng cuộc sống, chăm sóc con đến lúc mà con tốt nghiệp đại học xong rồi con nó sẽ tự lo cuộc sống của mình có thể là đi du ngoạn làm gì mà mình thích. Em là cái quan điểm là hai đứa là ok nhất. Có một đứa thì nó ít quá, kiểu như một gia đình mà có kiểu một đứa con thì cái đứa đó nó sẽ bị kiểu như hơi tuổi thân một xíu. Nên em nghĩ là nếu mà gia đình thì phải hai đứa thì mới gọi là phát triển. Nhưng tại sao lại Vũ nghĩ chỉ có một đứa? Thì con nghĩ thì một đứa thì nó sẽ có ý thức tự lập cuộc sống của mình, và cái ý thức là những việc đó nó phải làm, chứ không phải hai đứa thì đôi lúc nó sẽ nặng. Tại sao Ngọc lại là hai đứa? Dạ, quan điểm của con là hai đứa thì ví dụ như có chị, có em thì nó có tâm sự nhiều cái, mà cái chuyện như là những cái chuyện mà nó khó nói với cha mẹ thì hai đứa, chị em hoặc là anh em á, nó cùng tuổi xem nhau thì nó dễ tâm sự, dễ nói chuyện. Tại sao em không nghĩ tới trường hợp là mình có thể là hóa thân thành bạn của con mình? Mình phải chơi với con. Nhưng mà mình sẽ không có hiểu được tâm lý của nó. Việc hiểu không hiểu thì mình sẽ cố gắng, vì đâu đó thì kiểu như thời gian mà con tiếp xúc với chị nó hoặc em nó thì mình vẫn có thể tiếp xúc với con. Nhưng mà tại vì em thấy là nhiều gia đình có một con rồi, khi mà cái người đó lớn lên á thì kiểu như rất là tha thiết đúng không? Sao tại sao mình ra đường thì ai cũng có chị các em, có tâm sự, đi đâu cũng có chị các em có vui. Còn sao mình có một mình thì em cũng có mấy đứa bạn nó cũng tâm sự mình rồi. Ta cũng ước gì là có đứa chị gái hay ước gì là có đứa anh trai vậy đó, để mà có gì được bảo vệ kiểu như vậy đó. Thì chỉ cần em thích là được. Trời ơi, cuối cùng em thích là được. Chuyện kinh tế trong gia đình thì ai quyết định? Rồi, có làm dâu của không? Em á, thì ví dụ như sau này có gia đình á thì em nghĩ là kinh tế là phụ nữ là người quyết định á. Quyết định bao nhiêu phần trăm em? Dạ, quyết định tới 80%. Ai quyết định hay ai giữ nó không quan trọng, bởi quan trọng sao mà người đó có thể là đủ khả năng mà cần cho tất cả những cái khoản đó, đủ quản trị tất cả những rủi ro là được. Còn chứ không quá quan trọng việc mà ai sẽ là người giữ tiền. Rồi làm dâu làm sao? Vì gia đình con thì ba mẹ thì không quá quan trọng với việc làm dâu, thì người ta thường là người ta quan ngại về vấn đề làm dâu, bởi vì là người ta sợ là mẹ chồng khó tính hoặc là anh chị khó tính. Đối với gia đình con thì ba mẹ rất là có thể là rất là thương con dâu, chỉ cần con dâu biết yêu thương ba mẹ, anh chị cũng có thể rất hòa đồng, chỉ cần là mình hòa đồng và mình có thể chủ động hòa đồng với anh chị. Dù cho làm dâu chăng nữa thì bạn gái cũng không có phải cô đơn trong cái vị trí là con dâu đó. Được Ngọc,
Dạ được. Tại vì con rất là sợ lấy chồng mà kiểu cảnh về làm dâu nhiều nhà rất là khó. Còn con thì cũng biết quan tâm chăm sóc, biết nấu ăn, cũng biết dọn dẹp nhà cửa, cũng biết lịch sự với yêu thương ba mẹ gì đó. Nhưng mà cũng vẫn rất là sợ tại vì nhiều cái bộ phim trên truyền hình á, kiểu mẹ chồng nàng dâu á, thì kiểu như mình sợ, mình e ngại, mình không dám đến việc hôn nhân luôn á. Còn đối với gia đình anh thì không có như vậy. Phim thì nó hơi quá chút xíu thôi. Không biết là Ngọc có hỏi gì cho anh không? Anh thấy em như thế nào? Em khá là dễ thương, năng động, và anh nghĩ em cũng khá là thông minh. Dạ, em cảm ơn. Bây giờ chúng ta gọi là thay đổi không khí xíu bằng văn hóa văn nghệ đi. Anh biết hát không? Hiện tại thì anh có thể là mượn lời một bài hát để nói đến những lời anh muốn nói với em. Dạ. Nhiều ký ức chợt ùa về trong tôi, ngày tháng ấy có bao giờ yêu em, giờ mới biết chính em là quan tâm, em có hay rằng trái tim này cần một người hiểu, cần một người nhớ. Tôi chỉ cần một người đó là em. Tôi chỉ cần một người đến bên tôi. Khi tôi nhận ra em chính là tình yêu. Cái sao hả? Rồi đứng lên liền con, đáp lễ liền con. Yêu hát cũng hay, không có hay. Nhưng mà em sẽ hát tặng chương trình cái bài này. Nếu mà không hay thì đừng có chê nha. Gọi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng, bên anh quăng quýt mà chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể lại gần được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Và để giờ mình em lại bơ vơ, là vô giấc mơ rồi là trời phơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi, mà nằm tối à dẫn lối em để gần anh mãi. Em hết hơi nhưng mà dễ thương mà giọng Ngọc ạ. Anh cũng mong muốn là anh sẽ có nhiều cơ hội được nghe em hát thêm nữa. À dạ. Trước khi hai bạn đưa ra quyết định, chúng ta sẽ nghe ý kiến người thân. Lời đầu tiên cho con xin kính chào các chú MC, gia đình ba bạn gái cũng như các bạn khán giả sinh ngày. Mình là Trinh, chị gái của Vũ. Được biết em mình có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mình cũng xin thay mặt gia đình thông qua chương trình tìm cho em một người bạn gái biết suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Nhà mình thì cũng đông anh chị em, nhưng có mỗi Vũ là con trai thôi, nên cũng muốn em sau này sẽ hòa nhập tốt với gia đình, sống hòa đồng, yêu thương lẫn nhau. Cảm ơn chương trình. Xin chào hai vị MC, xin chào đàn trai và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Thúy Nga, là chị gái của Ngọc. Hôm nay mình đã gửi clip này đến chương trình để nhắn nhủ với bạn trai một điều là: đàn trai ơi, bé Ngọc nhà mình rất là dễ thương và tốt tính, nên là nếu đàn trai cảm thấy bé Ngọc nhà mình phù hợp thì hãy nắm bắt cơ hội và hãy trân trọng bé Ngọc nhà mình nha. Bên cạnh đó là Ngọc ơi, chị muốn gửi với em một câu như thế này thế nè: sớm cũng được, muộn cũng được, không quan trọng, quan trọng là phải đúng người nha. Nếu mà hôm nay không dắt được người yêu về thì chị cũng cho vô cửa đó ha. Fighting. Bye bye. Dễ thương quá. Chị trong clip lúc nãy là chị ba của anh, chị tên Trinh. Dạ. Còn chị kia là chị họ của em. Rồi bây giờ trước khi quyết định thì Vũ hãy nói những cái điều gì đó mà tận đáy lòng của mình. Anh mong muốn có cơ hội sẽ bù đắp lại những tổn thương về thiệt thòi em đã phải chịu đựng. The Great Wave. Bây giờ thì cả hai nhắm mắt lại để cảm nhận xem trái tim mình có đồng ý với bấm nút hay không. 1, 2, 3. Các cháu nó bấm hết rồi. Rồi, chúc mừng. Rồi, hai đứa. Mời. Chúng ta đã chính thức hẹn hò, hãy nắm tay nhau nào. Đẹp lắm. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc sẽ đến với hai em nha.